Hi, chào các bạn. Hôm nay tôi là một Retaman. Tôi đang sinh tồn ở một thế giới bị nguyền rủa. Chuyện gì đã xảy ra? Liệu tôi có bị nguyền rủa theo hay không? Bây giờ xin mời các bạn cùng theo dõi. Có một kẻ còn sống sót kìa. Ta tới đó ăn thịt hắn đi. Chào các bạn. Các bạn chờ tôi một tí. Tôi đang xử lý lũ nhân loại bị nguyền rủa đây. Chết đi. Chết đi. Vâng, các bạn có thể nhìn thấy đó. Thế giới này đang xảy ra một chuyện vô cùng kinh hoàng. Không những con người mà rất nhiều sinh vật khác bị một thứ ác quỷ gieo rắc lời nguyền, khiến bọn chúng trở thành những thứ gớm ghiếc, đi xé xác ăn thịt những sinh vật còn sống. Những sinh vật tội nghiệp đó cũng đã gửi tín hiệu ra ngoài không gian cầu cứu đội quân chiến binh chúng tôi. Đường tới nơi đây rất xa và rất khó khăn, nên chỉ có Retaman tôi đây cùng với một PC-man và một Real-man tới giải cứu nơi đây mà thôi. Được rồi, các bạn có thể nhìn thấy trên màn hình có hai thanh. Một thanh là tỉnh táo, một thanh là bị nguyền rủa. Hiện tại mọi thứ vẫn ok, tôi vẫn còn tỉnh táo hoàn toàn. Được rồi, chúng ta tiến về phía trước. Có chuyện gì đang thật sự xảy ra? Gì thế này? Sao nhiều động vật chết thế? Nhưng khoan, dường như bọn chúng vẫn đang ở trạng thái bình thường. Cứu tôi với. Có ai đó đang nói vẳng vẳng trong đầu của tôi. Khó chịu quá. Gì chứ? Ta không nghe ai nói gì đâu. Hả? Khoan đã. Không lẽ con sư tử này sắp bị nhiễm lời nguyên? Chết tiệt. Rốt cuộc ngươi đã trải qua chuyện gì vậy? Tôi nhìn thấy mày hưu kia giống như điên loạn vậy. Tôi cắn bọn chúng hút vào người của tôi. Kết quả tôi giết sạch bọn chúng, tưởng chừng như tôi được ăn bọn chúng, thì đột nhiên có giọng nói nào đó vang vẳng trong đầu tôi, khiến tôi vô cùng đau đớn. Không, làm ơn hãy giết tôi đi. Bình tĩnh, ta sẽ giúp ngươi, nhưng không phải giết ngươi. Để ta đi về phía trước coi có con ác quỷ nào gieo rắc lời nguyền lên ngươi hay không. Đau quá. Này, sư tử, ngươi có thể đứng dậy được rồi hay sao? Nhưng khoan, sao người của ngươi trông gớm ghiếc thế kia? Hả? Không lẽ ngươi, chết tiệt. Ta muốn xé xác, ta muốn ăn thịt, ta đói cồn cao rồi. Con sư tử trước mắt của tôi thật sự đã bị dính lời nguyền. Nó biến đổi ghê tởm và tấn công vào người của tôi liên tục, khiến cơ thể của tôi bị xây xát. Hả? Khoan, cái thanh tỉnh táo của tôi bắt đầu giảm xuống rồi, làm cho thanh nguyền rủa cũng tăng lên. Chết tiệt, tôi phải nhanh chóng kết thúc con sư tử này. Ăn mày này, bắt mày hồng, sao bằng cát bụi. Gì thế này? Tiếng nói đó ở đâu vậy? Hả? Nó cứ vang vẳng trong đầu của mình. Không lẽ mình cũng sắp bị lời nguyền? Chết tiệt, cái thanh tỉnh táo của mình không ngừng giảm xuống, tôi không sống rồi. Nào, hãy tiếp nhận lời nguyền rủa của ta, trở thành thủ hạ của ta. Vâng, thưa chủ nhân, tôi sẵn sàng phục vụ ngay. Vậy là cuối cùng các bạn hiểu chuyện gì đã xảy ra rồi đúng không? Tôi chính thức bị gieo rắc lời nguyền rủa của một con quỷ nào đó, và tôi nhận nó làm chủ nhân của mình. Sau đó, tôi cũng nhanh chóng trong vô thức di chuyển về một hướng vô định. Nào, lũ sinh vật không còn tỉnh táo, các ngươi hãy nghe lời nguyền rủa của ta mà biến thành ác quỷ hết đi. Chào chủ nhân, tôi tới diện kiến ngài. Hả? Kẻ nào đây? Ngươi thật lạ đó, nhưng bị dính lời nguyền rủa của ta rồi à. Sau khi bị nguyền rủa, tôi đã biến thành một Retaman lầy to lớn hơn. Nhưng tôi không còn là tôi nữa. Tôi không còn vì chính nghĩa công lý mà chiến đấu nữa. Và tôi lại nghe theo lời của một con ác quỷ đầu lo kỳ quái. Nó đã bắt đầu hỏi thăm tôi rốt cuộc đến từ đâu, với mục đích gì. Tôi đã cho nó biết tất cả. Thì ra là như vậy. Người tới đây cùng với hai tên đồng đội nữa à, để hòng phá kế hoạch của ta. Nhưng thật là xui xẻo cho các ngươi. Được rồi, ta ra lệnh cho ngươi mau đi tìm và giết cho chết hai tên đồng đội của mình. Vâng, thưa chủ nhân, tôi sẽ làm bất cứ những gì mà ngài sai khiến. Chết đi, lũ động vật bị nguyền rủa ở đây.
ta sẽ kết thúc các ngươi. Cứu lấy nơi này. Này PC Man, cuối cùng ta tìm thấy ngươi rồi. Hả? Kẻ nào nữa mày? Cái gì đây? PC Man là cậu đó à? Trời đất ơi, cậu trở nên to lớn hồi nào mày? Chúc mừng cậu nha. Ta tới đây không phải là để chia vui với ngươi. Ta tới đây là để lấy mạng của ngươi theo lời chủ nhân sai khiến ta. Cái gì thế này? Cậu bị điên à? Chết tiệt, không lẽ cậu bị nguyền rủa rồi hả? Khổ kiếp. Lúc này thì thanh tỉnh thức của tôi hoàn toàn bằng không. Tức là tôi đã bị u mê và bị điều khiển hoàn toàn bởi lời nguyền rủa của con quỷ đầu lo đó. Tôi đã tìm ra một người đồng đội đến đây cùng làm nhiệm vụ của mình, đó chính là PC Man. Và tôi ra tay sát hại anh ta không thương tiếc. Nè, hãy tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi Rita Man. Chúng ta khó khăn lắm mới gia nhập vào tổ chức bảo vệ đa vũ trụ. Cậu phải đánh đổi nhiều thứ mới nhận được nhiệm vụ lần này. Cậu không thể bị người cũ và theo phía bọn xấu được. Tiếng nhắc nhở khuyên ngăn của người đồng đội PC Man của tôi cũng khiến cho tôi quen bẵng bên tai, và tôi bắt đầu có dấu hiệu tỉnh lại, nhưng vẫn chưa đủ. Dừng lại đi Rita Man. Cậu không nhớ tên vợ cậu, con cậu ở quê nhà hay sao? Họ sẽ thất vọng khi thấy cậu phục vụ cho ác quỷ. Nghe tới những lời cuối cùng đó, đầu tôi vô cùng nhức nhói. Tôi cảm thấy có thứ gì đó muốn chui tọt từ trong não của tôi ra. Khó chịu quá. Gào! Ngươi hoàn thành nhiệm vụ ta đã giao rồi à? Thật là nhanh đó. Không, tôi chưa hoàn thành. Tôi chỉ mới giết được một mình PC Man thôi. Còn một người nữa, tôi chưa giết được cậu ta. Gì chứ? Vậy tại sao ngươi không đi tìm giết tên đó đi? Quay về đây làm gì? Sao ngươi cứ đổ mồ hôi hột và cứ ấp úng vậy? Ngươi đang gặp vấn đề gì à? Lúc này tôi không thể nào nói ra toàn bộ sự thật là tôi đã tỉnh táo đi một nửa. Nếu không, con ác quỷ này lại khiến tôi u mê một lần nữa. Tôi phải giả vờ rằng tôi đang bị yếu sức, phải cần thêm sức mạnh từ nó. Cái gì chứ? Là nguyền rủa của ta đã ban cho ngươi một sức mạnh không hề nhỏ. Vậy mà ngươi... Thôi được rồi, ta coi ngươi là một cánh tay đắc lực sau này. Ta sẽ gieo dặt một lời nguyền rủa thứ hai, lời nguyền rủa sức mạnh cho ngươi, để ngươi tiếp tục hấp thu sức mạnh của ác quỷ. Thế nào, vừa lòng nữa chưa? Mau đi giết những kẻ tới đây muốn phá kế hoạch của ta, rồi sau đó quay về đây. Ta muốn ngươi làm một số việc quan trọng hơn. Thật không ngờ lời nguyền rủa thứ hai là giúp tôi biến thành một con quỷ tai tành Rita Man kỳ quái. Nhưng thứ sức mạnh này lại giúp tôi có thể hoàn toàn tự điều khiển bản thân của mình. Này, không mau đi làm nhiệm vụ của ngươi đi. Ngươi đứng đây làm gì nữa? Bây giờ ta đã tỉnh táo hoàn toàn rồi. Thậm chí lời nguyền rủa của ngươi ta vẫn bị, nhưng ta tự điều khiển được bản thân của mình. Bây giờ ta sẽ giết chết thứ ác quỷ nhà ngươi. Thiệt ra con quỷ đầu lo lại yếu đến như vậy. Nó chỉ giỏi về nguyền rủa mà thôi. Được rồi, nhanh chóng tiếp tục cứu giúp cái hành tinh này. Mau khai ra, mày còn có hai đồng đội nữa, giờ bọn chúng đang ở đâu? Ta có chết cũng không bán đứng đồng đội đâu. Thật đáng ghét. Anh em phải mau xé xác nó đi, rồi đem tin tức này báo cáo cho chủ nhân quỷ đầu lo chúng ta biết. Các người không cần phải báo cáo với hắn đâu. Hắn đã bị ta tiêu diệt rồi. Cái gì thế này? Ta chết tiệt nào đây? Sao giống Rita Man thế này? Người là ai vậy? Không sai, ta chính là Rita Man đây, Real Man. Nhưng tớ đã trải qua hai lời nguyền rủa và sự thức tỉnh của tớ đã giúp tớ biến thành một Devil Titan Rita Man. Không thể nào. Người bị nguyền rủa rồi. Tại sao ngươi không nghe theo lời của chúa tể quỷ đầu lo chứ? Bởi vì cái chết của đồng đội ta
chính là BC Man đã giúp ta tỉnh thức phần nào. Sau đó lời nguyền rủa thứ hai của hắn chỉ là một lời nguyền rủa sức mạnh, khiến ta trở thành một Devil Titan. Ta có thể tự kiềm chế cảm xúc, tự làm chủ bản thân. Chết tiệt, ta phản bội lại chúa tể này. Bọn ta sẽ báo thù cho ông ấy. Với sức mạnh của các ngươi à, được không? Thế giới này sẽ kết thúc lời nguyền quỷ ám. Sự sống sẽ được hồi sinh trở lại. Không! Hay lắm,